Với sự tham dự của 18 đội bóng, giải bóng đá BNI Hà Nội 2 và MBN lần thứ 10 năm 2022 khởi tranh từ ngày 15 tháng 10. Đây là sân chơi và cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ, hợp tác giữa các chapter thuộc BNI vùng 2 và MBN. Hiện nay thì BNI Hà Nội 2 chúng tôi có 1.200 anh chị chủ doanh nghiệp, cộng với vùng MBN nữa thì chúng tôi có 18 đội bóng. Và hàng năm thì chúng tôi tổ chức cái giải thể thao như này để giúp cho các cái doanh nhân họ có cái cơ hội để họ rèn luyện về mặt thể chất này, rồi họ chiến thắng chính bản thân mình và họ có cái teamwork với nhau. Khi mà gắn kết, kết nối với nhau thì sẽ ra rất là nhiều các cái cơ hội kinh doanh và hợp tác với nhau. Cái điều lớn nhất mà chúng tôi mỗi năm chúng tôi duy trì cái giải bóng này đó là nó tạo ra được một cái phong trào giữa các anh chị em doanh nhân. Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 8 đội nhất nhì các bảng thi đấu tranh cúp C1. 8 đội bóng xếp thứ 3-4 của các bảng sẽ thi đấu cúp C2. Thể thức này giúp thành viên các đội bóng có thêm nhiều cơ hội giao lưu, kết nối sức mạnh cộng đồng.